Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Vũ trụ quan và sự ra đời của Do Thái giáo. Và tác giả của bài viết này, tác giả Chuê. Hãy bắt đầu bài viết ngay thưa nào. Dành cho các bạn đang xem clip này, người viết bài không bàn đến chính trị nếu bạn mong chờ một cuộc tranh luận về quan điểm chính trị hiện tại của dân Do Thái với cái nhìn về vũ trụ của người Levant, thì bài viết này không dành cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến lịch sử, thì đây chính là nơi bạn cần tìm. Nếu các bạn cảm thấy video này hợp lý với các bạn, thì nghe tiếp thôi nhá. Một lịch sử đầy biến động ở nơi giao thoa giữa văn hóa Đông và Tây. Ben Stanhope có rất nhiều bài viết khảo sát về vũ trụ ở quanh vùng cận Đông. Trong quá trình viết bài, ông có vẽ một bức họa về vũ trụ của người Israel cổ. Nhưng nó không hoàn toàn là vũ trụ học của người Israel cổ, mà là của phía Tây, vùng Levant, khu vực ngày nay là Israel, Lebanon, một phần Syria và Jordan. Vào khoảng năm 1200 trước công nguyên đến năm 800 trước công nguyên, đó là vùng giao nhau giữa phương Đông, vùng đồng bằng Mesopotamia và phương Tây, vùng Địa Trung Hải, nơi có rất nhiều tư tưởng được hình thành và hòa trộn. Vào khoảng năm 1250 trước công nguyên, cuộc xâm lược của người Dorian chạm tới Hy Lạp. Năm 1184 trước công nguyên, thành Troy sụp đổ. Vùng Địa Trung Hải châu Âu nhanh chóng rơi vào thời kỳ đen tối, mãi đến tận năm 750 trước công nguyên, nhưng những người dân tị nạn từ những khu vực đó đã kích động những cuộc biến động chính trị. Các cuộc chiến tranh, đặc biệt là ở miền Duyên Hải, đã đẩy rất nhiều người vùng Levant đến các cao nguyên cao ở phía nam, vùng đồi núi mà phía nam của nó được gọi là cao nguyên Golan. Và đó là nơi Do Thái giáo lần đầu tiên xuất hiện, nhưng không hoàn toàn là một tôn giáo mới, mà là một phần tự nhiên của các tín ngưỡng địa phương giữa những người có chung hoàn cảnh chính trị. Hãy nhìn vào bản đồ và bạn sẽ biết khu vực mà chúng ta đang khám phá. Đây là thế giới của người Levant ở phía Tây vào khoảng năm 900 trước công nguyên, 300 năm sau khi người dân Địa Trung Hải xuất hiện. Vũ trụ quan mà chúng ta đang bàn phổ biến nhất ở nhà nước Phoenicia, mà sau nơi đó trở thành Israel, Judah, Aram. Nhà nước Philistine định cư ở một nơi khác gần với Ai Cập có một tôn giáo khác hoàn toàn. Do Thái giáo đầu tiên nổi lên ở vùng cao nguyên vào những năm 1100 trước công nguyên, nơi mà sau này gần như toàn bộ vùng phía Bắc và phía Đông trở thành Israel. Nếu bạn sống vào thời đó, thì siêu đô thị thống trị toàn bộ vùng đất là thành Tyre. Chúc bánh xe của toàn vùng Phoenicia, người dân vùng cao nguyên thì chẳng thân thiết gì với dân Tyre, hay bất kỳ dân cư tị nạn nào chạy từ các đô thị duyên hải khác. Họ coi những người đó như những kẻ phản bội, tuy nhiên họ lại có những điểm chung to lớn, một hệ tiếng nói Hebrew từ vùng Cô Nhắc gần với tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha hiện nay. Biểu tượng và triết lý trong minh họa vũ trụ của Stanhope. Và bây giờ xin mời dạo quanh một vòng vũ trụ của người Levant qua minh họa của Stanhope và tìm ra vài điểm lý thú. Thượng thủy vực, The Waters Above, là cách nói văn vẻ của bầu trời. Đây cũng chính là sự phản chiếu về mặt ngôn ngữ học, với từ trong ngôn ngữ Hebrew cho bầu trời là biến thể của từ ghép Sam và Maim, và từ để chỉ mặt trời là Semes, Death Fire. Những từ này cũng tương tự trong tất cả các phương ngữ vùng đó. Đại Thâm Uyên và Hỗn Độn Long, The Great Deep và Chaos Dragon đều là những gì còn sót lại trong tư tưởng của người Akkadia và Sumeria, phổ biến ở các phiên bản đầu tiên của Kinh Thánh. Vũ trụ quan cổ xưa chia thế giới ra thành từng tầng như là biển, đất và bầu trời, những con quái vật được thuần hóa bởi thần Marduk. Leviathan, biểu tượng cho biển cả, là quái vật hình rồng canh giữ cổng địa ngục ở nơi tận cùng của Đại Thâm Uyên. Behemoth, biểu tượng cho lục địa, với minh họa giống một loài khủng long, Sauropoda. Zis, một con bảng mã thống trị bầu trời, giống như loài côn bằng trong thần thoại Trung Hoa, hay quái thú Anzu trong văn hóa Sumer, và chim phượng hoàng trong thần thoại Hy Lạp. Cả ba loài đều xuất hiện trong các tài liệu Hebrew và nay đã được thuần hóa bởi Chúa. Tư tưởng này gắn chặt với lịch sử về khái niệm Chúa trong Do Thái giáo năm 1200 trước công nguyên ở hầu hết các vùng phía Nam và vùng Tây Levant. Các ngôi đền địa phương đều thờ thần O, ngưu thần và người vợ của Asura, Owel,
Orwell xuất hiện như một vị thần ở vùng Viễn Nam, một vị thần trẻ trung, anh hùng, mà trong mô tả rất giống với thần Mithras sau này. Sự dung hợp của hai nhóm này, đầu tiên là việc đưa Orwell vào các đền, và sau đó coi thần này là vị thần đứng đầu, sau đó đồng hóa với Or, và phần nào với Asura. Và cuối cùng, đồng bộ với toàn hệ thống đền thờ mà ngày nay một nhánh được biết đến như là Orwell, Or và Elohim, tồn tại được coi như chúa trời của người Semit. Thâm uyên hỗn độn long có thể là một biểu tượng của Leviathan, khá giống với tình tượng Tiamat trong văn hóa vùng Mesopotamia. Chúng ta không biết hình dạng của nó như thế nào trong văn hóa phương Tây. Khi mà từ Zeus hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống ngôn ngữ, hai vị thần còn lại vẫn tồn tại trong từ vựng Hebrew. Trong đó Leviathan biểu tượng cho loài cá voi như trong tác phẩm Moby Dick. Trong Behemoth, số nhiều là Behemoth để miêu tả các loài bốn chân ngu ngốc to lớn như là cừu hay dê, thậm chí nó vẫn còn tồn tại trong các câu chửi tục lăng mạ người khác. Cõi U Minh Sâu được miêu tả như là một vùng đất bụi bặm, khô cằn, nơi các linh hồn lang thang vô định. Trong vũ trụ quan ở thời điểm đó, nó là hậu kiếp duy nhất. Quan niệm về thiên đàng và địa ngục, nhân quả kiếp sau và những thứ khác chỉ xuất hiện vào khoảng năm 150 trước công nguyên. Hàng trăm năm sau đó, địa phương duy nhất gần với mô tả về Sol xuất hiện trong cuốn 11 trường ca Odyssey. Văn bản của Homer được viết vào những năm 750 trước công nguyên, dựa trên những câu chuyện dân gian truyền khẩu cách đó ít nhất cả trăm năm, làm cho hai khái niệm này gần như không vào cùng thời điểm. Có một vài liên hệ ngôn ngữ học thú vị ở đây. Ví dụ, Homer sử dụng Zophon để mô tả hắc ám, bóng tối và phía bắc và việc đi thuyền trên biển. Cùng lúc đó, ngôn ngữ Hebrew đang dùng Tzafon để chỉ phương bắc, một từ kỳ lạ không có liên hệ gì đến các ngôn ngữ cô nhắc. Vậy những gì bạn thấy trong bức tranh không phải là vũ trụ quan của riêng người Israel, mà là vùng đất giao thoa giữa vùng Mesopotamia cổ đại và Địa Trung Hải. Dùng chung các tư tưởng của phương Đông và phương Tây qua các thương cảng ở Tyre và Sidon. Như đã đề cập ở phía trên, do Thái giáo nổi lên ở các nước có địa hình đồi núi, khiến nó rất khác biệt so với các đô thị cổ lân cận, vương triều của vua David và khoảng năm 1000 trước công nguyên đã biến Chúa Trời gần như gắn liền với các đền thờ thành một biểu tượng quốc gia, và kết quả là nhiều nguồn kinh thánh đã dành khá nhiều thời lượng để lăng mạ các tôn giáo địa phương như là Baal-Zu, vị chúa của thành Tyre. Mỗi thành phố đều có một vị thần địa phương như thành Hoàng Làng ở Việt Nam. Bola không phải là vị thần được tôn sùng nhất, nhưng được dùng như một nền công cụ để giữ gìn nền chính trị. Tuy nhiên thì điều này vẫn còn tốt trước khi chủ nghĩa độc thần xuất hiện. Điều này xảy ra sau cuộc chinh phục của người Babylon vào năm 776 trước công nguyên. Thời điểm mà tao có thần của tao, mày có thần của mày, thần của tao đập chết thần của mày. Điều này giải thích cho sự phức tạp của vũ trụ quan không phải là một điều gì đó bất thường. Những chia cắt về địa lý và tín ngưỡng. Quãng thời gian này đi đến kết thúc vào khoảng năm 800 trước công nguyên và đến năm 750 trước công nguyên nhờ vào những người Địa Trung Hải. Ở Hy Lạp, bộ máy chính trị sau này đã biến thành các bang cổ đại như đã hình thành. Giao thương với Phoenicia được lập lại và chữ viết dần xuất hiện. Ở Mesopotamia, một loạt các đế chế được thành lập và chinh phục những nơi xung quanh. Assyria chiếm vương quốc Israel vào năm 720 trước công nguyên, sau đó bị những người Babylon chinh phục và cuối cùng rơi vào tay người Ba Tư. Điều này làm ảnh hưởng sâu rộng đến Do Thái giáo. Sau trận Carchemish vào năm 605 trước công nguyên, Babylon trục xuất một lượng lớn các trí thức tinh hoa theo Do Thái giáo đến Babylon, chuyển những người ở vùng khác trong đế chế Juda. Những tinh anh này cuối cùng phát triển một tôn giáo khác mà không còn bị trói buộc vào địa lý và các đền thờ. Chủ nghĩa độc thần nhen nhóm từ đây. Khi Babylon sụp đổ trước Ba Tư 67 năm sau, một nhóm lưu đày đã quyết định quay trở lại và tái định cư tại vùng đất cũ, gây ra xung đột vũ trang nghiêm trọng. Kết quả cuối cùng là giai đoạn 2 của chủ nghĩa độc thần, do Thái giáo trở thành tôn giáo chính trị, thống trị toàn bộ vùng nhiều thế kỷ sau đó, với xung đột nội chiến giữa nhóm Ly Khai và nhóm Hellenizer, những người muốn được mở rộng tôn giáo tới các vùng đất khác. Sau này, nhóm đó đã bị ràng buộc bởi các cuộc xâm lăng của người Macedonia dưới triều đại của Alexander Đại Đế và sau đó là người Roman. Vậy hãy nhìn lại bản đồ này một lần nữa, bạn sẽ không chỉ quan sát vũ trụ quan của một tôn giáo nhỏ vào một thời điểm cụ thể, đó là thế giới trong mắt những người sống ở vùng giao thoa văn hóa quốc tế lớn nhất thế giới trong giai đoạn chuyển giao lịch sử. Một vùng đất sau khi chết của người Địa Trung Hải ở phía dưới một con hỗn độn long của văn hóa Mesopotamia.
vòm trời của người Hy Lạp và người Thiên Chúa giáo trong nhiều thế kỷ. Bản đồ này chỉ có thể tạo ra nhờ những cuộc giao thương trên biển và đường bộ, nhờ vào sự di chuyển của những người sống vào cuối thời kỳ đồ đồng, những kẻ lang thang, làm mọi thứ từ đấu tranh chống lại Ramsay cho đến kiến tạo thành Rome. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!